Chị ơi, con nó ra đấy ngã. Ngã đấy, ngã ngã bùn xuống dưới kia. Con ngồi đây. Không đi. Đi ngã xuống kia kìa. Đây đây. Cắt nữa đi. Không muốn cắt. Dạ vâng ạ, thế chiều anh về giúp em ấy nhé. Mẹ đi ra ngoài mua được cái bếp này mẹ nhờ. Không thì không có chỗ để mà đun ấy. Ở dưới ướt hết. Cái loại này chắc đi đun chỗ nào cũng được con nhỉ. Dạ vâng. Dễ. Tỉnh đi chiều tối nói về à con? Dạ vâng ạ, chị Tỉnh đi chơi rồi ạ mẹ. Chị bảo nhà có thợ về làm vướng. Chị bảo vướng thì chị đi chơi mẹ ạ.
thợ khác về làm rồi vận chuyển đồ đạc đi, nó vướng chỗ chị đi chơi tối chị về. Mẹ ơi, con mượn điện thoại điện cho anh Nam ạ. Mẹ có số của anh Nam không? Họ lấy gọi nhá. Vâng. Hello anh Nam ạ. Vâng. Và em lấy số điện thoại của mẹ. À, mưa lũ lên hết nhà đấy. À, mưa này nước này ngập lên hết nhà rồi ạ. Dạ vâng, bao giờ anh về ạ? Thế thì chắc là chiều anh xin phép nghỉ, chiều anh về thấy mới nào. Dạ vâng. Bây giờ em cũng lấy thợ về làm những giải sàn hết rồi anh ạ. Nước lên nhiều lắm em. Cũng bình thường thôi ạ, như đợt lâu đấy ạ. Và không lên. Và không lên được trên sàn đâu ạ, chỉ ngập ở bên dưới thôi ạ. Thế nha anh nhá. Em cứ lên. Mẹ ơi. Bữa trưa nay mẹ con mình ăn tạm mì tôm thôi mẹ nhỉ. Bây giờ chỗ ướt qua rồi. Nhất là cơm bà nhá. Chắc là cũng làm nay mai nữa là hoàn thiện mẹ. Làm cho nó thợ mong sao thợ cũng làm cho nó nhanh nhanh làm sao nó xong. Dạ. Khỏi gió khỏi ấy. Sợ nhất là mưa bão. Ấy con gọi điện cho Nam, Nam có nói gì không con? Mẹ, anh bảo là chờ anh xin xếp để về ạ. Nó về cho nó cho nó hộ làm những cái bức tách một nó về. Dạ. Cái này á? Chú biết mà. Cái
thắng này kiểu gì được. Đây này, đẹp thế. Nước như này đó. Nhưng mà em chơi cái gì không em? Đồ đạc ấy. Cũng chơi rồi, may vì chị đã góp được. Thịt có chơi không em? Không, hai mẹ con em bắt lên trên chỗ cao thì nhốt ạ. Và bên này trong lúc nước lên thì mọi người ở làng đây cũng ra giúp đỡ vớt cây que ở đây lên. Hai anh xem cũng được. Với 20 phân. Ờ chứ ngồi lên bắt chỉnh nhá. Em cho em ở nhà với chú chít cái anh ấy làm đi. Anh với mẹ đi ra trường lấy cái nó tư. Dạ vâng, thế anh với mẹ đi. Vâng. Dạ. Những bạn nào đấy vào cái nhà đấy vào cháu về rồi à? Thì là bây giờ cháu với cô kia lấy nó tu về để làm ở nhà với anh chít. Cô cho mấy cái xe này đi lượn của anh thì đi đèo dễ hơn. Cái này cô tránh đèo thì dễ hơn đấy. Cho em mượn cái xe để anh đi đèo lõi. Cái này nó có chỗ đèo dễ hơn. Thế mà xem cái lối tu của anh. Bớt em đi. Chúng mưa thôi nó mới bị móc móc ra thế này. Mai thì sơn. Ôi, cháu hỏi là thấy anh Hối về hồ lâu chưa? À, hôm qua lúc trời mưa xong làm nước lũ vào ấy, nó may là còn có nó chạy ra hộ. Sao giờ này cháu thấy anh ấy hay ra hộ thế không biết? Nó cũng không có tình ý gì đâu cháu ạ. Hoạn nạn nó chạy ra giúp thôi, chứ còn chắc hai đứa cũng không có tình cảm gì với nhau nữa rồi. Cháu cũng đừng suy nghĩ gì nhé. Vâng, cháu nghĩ gì đâu.
Thấy anh ấy hay ra đấy không? Ừ. Là trời nó không phù hộ ra mưa cho một trận cũng hòa quét hết. May mà còn nó còn chạy ra kịp ý. Ừ. Đấy, hôm đấy thì cháu này đi công tác cũng không được ở nhà, không giúp được. Ừ. Cô cũng mong sau thì cố gắng giúp nhau để làm xong cái nhà đi, để còn tổ chức đám cưới cho hai đứa. Vâng. Nên như thế này suốt thì cũng không được, không ổn đâu cháu. Vâng. Ta cũng bàn tán nói ra nói vào ấy. Cháu cũng làm xong nhà sớm để đám cưới làm nó chưa luôn. Ừ. Bao nhiêu?
Thế anh đi về đây nhá. Giờ anh đi về đây. Dạ vâng, thế anh về nhá. Mai ngày qua đây hộ dạ, anh. Rồi rồi. Anh về nhá. Thì cũng tối anh cũng về tí mẹ anh đi tìm. Mà tôi cảm ơn anh đã giúp hai mẹ con em Thu trong thời gian tôi không ở nhà. Không có gì đâu, tôi cũng chỉ giúp con gái tôi thôi để có chỗ ở an toàn hơn, không thì toàn nước lên thế này thì cũng lo. Ngày mai anh không phải ra nữa vì tôi ở nhà rồi, anh không phải ra nữa đâu. Tôi về đây. Thì anh về đi nhé. Cái nồi nước dùng thơm lắm con này. Xong nghỉ thai nhỉ.
Mai cố gắng làm sao làm cho nó hoàn thiện ngôi nhà đi anh ạ. Bao nhiêu các con ăn xong rồi mình đi tắm được ạ? Vâng ạ.